Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với công ty thiết bị điện tử nghe nhìn, website camera quay lén 360.vn, điện thoại Zalo 0962 292244. Hiện tại công ty bên mình đang buôn bán cũng như là kinh doanh tất cả các mặt hàng về camera mini siêu nhỏ, thiết bị định vị GPS siêu nhỏ, máy game ghi hình siêu nhỏ, thiết bị dò sóng và phá sóng các bạn nhé. Thì những bạn nào mà đang quan tâm tới tất cả những cái dòng sản phẩm hoặc là những cái lĩnh vực trên, các bạn hoàn toàn có thể là nhắn tin qua Zalo cái số điện thoại 0962 292244 hoặc truy cập trực tiếp vào website camera quay lén 360.vn để tìm hiểu thêm về tất cả những cái thông tin sản phẩm mà mình đang bán và kinh doanh các bạn nhé. Và hôm nay trong cái clip này là mình muốn giới thiệu đến tất cả quý khách hàng về một dòng sản phẩm camera siêu nhỏ V99, ngụy trang mắt cúc áo, ngụy trang mắt đầu đinh, ốc vít, nói chung là giúp các bạn hoàn toàn có thể là ngụy trang một cách là kín đáo nhất, người khác không thể là phát hiện được. Và đây chính là cái mẫu sản phẩm mà nhiều khách hàng thích dùng, bởi vì thứ nhất là độ phân giải full 4K siêu LED, dung lượng pin lớn được 10 tiếng các bạn nhé. Ngoài ra cắm điện trực tiếp để sử dụng 24/24, hỗ trợ thẻ nhớ tối đa là 128GB, cũng như là giấu và dễ dàng sử dụng để đạt hiệu quả cao nhất trong công việc các bạn nhé. Và trước khi mở cái bộ sản phẩm này ra là mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn là các bạn sẽ nhận được một cái thẻ bảo hành chính hãng của bên công ty thiết bị điện tử nghe nhìn, hàng chính hãng các bạn nhé, cũng như là giữ mới 70% để được một đổi một trong vòng 1 năm là cái đầu tiên. Cái thứ hai đây là khi các bạn mua hàng là các bạn sẽ được tặng kèm thẻ nhớ 128GB các bạn nhé. Với cái thẻ nhớ 128GB này thì các bạn hoàn toàn có thể là lưu trữ dữ liệu, lưu trữ thông tin liên quan lên tới được 15 ngày các bạn nhé. Và dùng các bạn dùng camera thì các bạn dùng cái thẻ xám đỏ này, còn cái thẻ đen này chính là cái áo thẻ này là dùng cho những ai mà dùng máy ảnh, bởi vì những cái hàng chính hãng, thẻ nhớ chính hãng là nó sẽ sản xuất ra hai cái lửa như thế này, nên các bạn chú ý giúp mình. Không nhiều bạn cứ hỏi mình là cái thẻ đen này lắp vào đâu các bạn nhá, nên các bạn chú ý giúp mình, đây chỉ dùng cho máy ảnh thôi đấy. Và bây giờ mình sẽ mở cái bộ sản phẩm này ra, camera V99 các bạn nhé. Khi các bạn mở bộ sản phẩm này ra, không chỉ sản phẩm này mà sản phẩm nào cũng vậy, là các bạn sẽ nhận được một tờ giấy hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt. Ở đây là sử dụng phần mềm Lookcam do chính bản thân mình viết ra, gồm 6 bước cơ bản, từ cái bước đầu tiên đến khi các bạn là kết nối thành công đến bước thứ 6 xem được từ xa các bạn nhé. Về dòng sản phẩm này rất là hay. Và bây giờ mình sẽ bỏ hết những cái phụ kiện cũng như là sản phẩm khi các bạn mua về là sẽ có những cái chức năng và nhiệm vụ gì, để các bạn cùng xem qua về cái mẫu sản phẩm này các bạn nhé. Đây là giấy hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh này. Đấy, chọn bộ đây các bạn nhé. Tất tần tật từ A đến Z hết, mình sẽ để gọn đây để mình giải thích cho các bạn nghe này. Đây các bạn nhé. Đầu tiên ở đây là giấy hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh, nhưng mà các bạn xem sẽ là không hiểu đâu, nên mình sẽ có một tờ giấy hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt cho các bạn là cái đầu tiên các bạn nhé. Cái thứ hai là quả pin này. Quả pin này là dung lượng pin của nó được 10 tiếng tích ở trong quả pin này các bạn nhé. Muốn sử dụng lâu thì các bạn hoàn toàn có thể là cắm điện trực tiếp trên cái main mạch này. Đây chính là dây cáp sạc này. Dây cáp sạc của sản phẩm ở đây chính là chân Samsung, chân Android, sạc như sạc điện thoại Samsung, Oppo, Xiaomi ấy. Đấy, như vậy để cho các bạn dễ hiểu này. Tiếp tới đây là một cái bộ ngụy trang mắt cúc áo. Ở đây là gồm 7 cái loại mắt cúc áo khác nhau. Đây các bạn cùng xem với mình nhé các bạn nhé. Đây mình sẽ mở hết ra cho các bạn cùng xem với mình luôn này. Đây là cái đầu đinh này. Đây phụ kiện lắp vào các bạn nhé. Đây mình đợi mình một chút này, mình sẽ chỉ cho các bạn những cái chức năng của những cái nút này. Đầu tiên ở đây là nút cúc áo, đây là ngụy trang mắt cúc áo này, sơ mi này. Tiếp tới đây là mắt đầu đinh này. Đây là mắt đầu đinh, còn đây là mắt ốc vít các bạn nhé. Còn đây là cúc áo măng tô để ngụy trang vào các bạn nhé. Đây mình sẽ là giải thích cho các bạn về cái nguyên lý hoạt động của bộ sản phẩm này để cho các bạn có một cái nhìn tổng quan nhất. Đây là dây cáp sạc bỏ ra các bạn nhé. Đầu tiên các bạn chú ý giúp mình này, về cái dòng sản phẩm này các bạn nhé, muốn sử dụng được thì các bạn sẽ nhìn đây, sẽ có hai cái dây đen đỏ đây các bạn nhé, hai cái dây đen đỏ đây và có hai cái rắc đây. Thì việc đầu tiên khi các bạn mua về là các bạn sẽ phải là cắm rắc vào và sạc điện các bạn nhé. Các bạn cắm rắc này vào giúp mình này. Nguyên tắc cắm rắc vào ở đây thì mình sẽ giải thích cho các bạn kỹ cái đoạn này này, để cho các bạn có cái nhìn tổng quan nhất về cái bộ sản phẩm này các bạn nhé. Thứ nhất ở đây là cái quả pin này tích điện được 10 tiếng, nó khi cắm rắc vào nó sẽ truyền điện đây, truyền điện lên cái main mạch đây. Đây là cái bộ điều khiển của cam và cái mắt camera đây các bạn nhé, mắt camera đây. Đấy các bạn cùng nhìn này, mắt camera đây các bạn nhé, đây là mình sẽ bóc ra. Đấy, về cái mắt camera này thì các bạn hoàn toàn có thể là ngụy trang ở đây, như là ngụy trang đầu áo măng tô này, ốc vít này là cái đầu tiên này. Cái thứ hai này, các bạn ngụy trang cúc áo sơ mi này, ngụy trang cúc áo sơ mi này. Tiếp tới là ngụy trang đầu đinh vít này, ngụy trang đầu đinh vít này. Tiếp tới đây là ngụy trang đầu đinh này.
Đấy các bạn nhé, ngụy trang rất là nhiều loại cúc áo khác nhau. Khi các bạn đây, các bạn nhìn này, khi các bạn cắm quả pin vào thì trên máy nó sẽ hiển thị tất cả những cái đèn, đèn xanh đèn đỏ đây có nghĩa là báo hiệu thiết bị này đã bắt đầu vào pin các bạn nhé. Và tất cả những cái, đây là những sản phẩm chính hãng sẽ có mã quét code như thế này các bạn nhé. Và tất cả ở đây là sẽ có bộ điều khiển như là chân cắm sạc này, khe cắm thẻ nhớ này, công tắc bật tắt nguồn này, và nút reset này các bạn nhé. Và các bạn sẽ giấu ở đây, tiếp tới đây sẽ có một cái cột sắt như thế này, chính là cái cột sóng. Cột sóng ở đây thì sẽ có nhiệm vụ thu sóng để cho máy hoạt động ổn định hơn, và trong quá trình sử dụng thì các bạn sẽ giấu tất cả những cái phụ kiện này vào đấy, và chỉ hở duy nhất cái mắt bé tí như mắt đầu đinh như này thôi là các bạn hóa hoàn toàn quan sát và giám sát được. Cái này giấu hết vào nhé các bạn nhé, cái này giấu hết vào, chỉ cần hở duy nhất như thế này thôi và các bạn sẽ hoàn toàn ngụy trang được. Ví dụ ngụy trang cúc áo sơ mi này chỉ cần hở như này thôi là đã quan sát giám sát rồi. Siêu mini, siêu kín áo các bạn nhé, dòng này bên mình đang bán rất là chạy đây. Và cái thứ hai là nhiều bạn hỏi mình là anh ơi, bây giờ cái này là trong quá trình sử dụng là các bạn sẽ đặt ra câu hỏi như này các bạn nhé, là anh ơi trong quá trình sử dụng là bây giờ em không cần cắm quả pin này, có nghĩa là bỏ pin ra và em có thể là cắm sạc trực tiếp được 24/24 không, em không muốn cắm pin nữa để cho nó tiết kiệm diện tích cũng như tiết kiệm cái phụ kiện, thì các bạn đây chân cắm sạc đây, các bạn cắm ở đây đấy, và cái này các bạn cắm vào củ sạc điện thoại hay là đầu máy tính, thì bây giờ các bạn hoàn toàn có thể rút quả pin này ra các bạn nhé, rút quả pin này ra. Bởi vì sao? Bởi vì bản chất các bạn như thế này cho các bạn hiểu này, bởi vì bản chất như này nhá, quả pin này là có nhiệm vụ tích pin để truyền lên máy đấy, nhưng mà bây giờ mình đã cắm điện trực tiếp như thế rồi là đã có nguồn nuôi máy rồi, nên các bạn sẽ rút được quả pin này ra đấy. Còn ngoài ra những bạn nào mà không muốn rút pin mà trong trường hợp mất điện đi chăng nữa là mình vẫn sử dụng được 10 tiếng thì bạn cứ để pin như này giúp mình các bạn nhé. Không, các bạn đừng lo chai pin, bởi vì cái quả pin này bán có 150-200 nghìn thôi bên mình bán các bạn nhé, nên các bạn không lo là chai pin không mua được đâu, bên mình vẫn bán và cung cấp ra thị trường các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách sử dụng về cái dòng sản phẩm camera V99 ngụy trang mắt cúc áo đầu đinh vít này các bạn nhé. Sử dụng rất là đơn giản thôi, bây giờ mình sẽ bỏ những cái phụ kiện này gọn sang một bên để cho các bạn là dễ nhìn hơn, đỡ rối mắt các bạn nhé. Đấy, đầu tiên ở đây là mình sẽ lắp thẻ nhớ trước đã, để tí nữa hướng dẫn các bạn lưu vào thẻ nhớ này. Đấy, mình là mong muốn làm sao là mình cứ hướng dẫn cụ thể nhất, chi tiết nhất để cho các bạn là phải hiểu bản chất của sản phẩm thì các bạn mới biết là sản phẩm này có phù hợp với công việc, phù hợp với mục đích của bạn hay không. Nhiều đơn vị người ta quảng cáo, người ta chỉ bảo là bật nguồn lên vào, chả biết cài đặt như nào, vào xem luôn thì nhiều lúc rất là khó cho các bạn, mà đâm ra nhiều lúc các bạn sẽ không hiểu sản phẩm và cũng không biết là sản phẩm đấy có thật hay không các bạn nhé. Nên bên mình nhà, mình là người quảng cáo cũng như là mình là người tư vấn bán hàng cho các bạn luôn, nên các bạn yên tâm mua hàng của bên công ty mình các bạn nhé. Và ở đây các bạn chú ý giúp mình khe cắm thẻ nhớ này. Khe cắm thẻ nhớ ở đây thì thẻ nhớ nó sẽ chia ra làm hai mặt, một mặt chữ và một mặt lá đồng như này các bạn nhé. Thì các bạn sẽ cố gắng để ý giúp mình cái này kỹ nhé. Hướng cái mặt chiều khuyết xuống dưới là cái đầu tiên rồi, cái này thì không nói rồi. Cái thứ hai là hướng mặt đồng về phía chân sạc này, hướng mặt đồng về phía chân sạc này các bạn nhìn này. Đấy, tương đương với cái mặt chữ này hướng ra ngoài các bạn nhá. Mặt đồng về phía chân sạc các bạn cắm vào. Đấy, kêu tách vào đây và giữ thẻ nhớ ở đây, chính là cái bước lắp thẻ nhớ, trông đơn giản như vậy thôi, nhưng mà nhiều bạn nhá, ví dụ nhá, muốn lấy thẻ nhớ ra các bạn ấn xuống này. Ấn xuống nó lẩy thẻ nhớ lên, nhiều bạn không biết nhưng mà cứ lại cắm ngược như thế này thì đâm ra là sẽ là hỏng khay thẻ nhớ. Nên chú ý giúp mình lắp cái thẻ nhớ này đơn giản nhưng mà phải để ý các bạn nhé. Cắm chiều khuyết xuống dưới và chiều lá đồng về phía cái chiều mà chân sạc đây, các bạn để ý nhé. Đây, cắm xuống ấn này, kêu tách một cái giữ thẻ nhớ đây là bước đầu tiên các bạn nhé. Cắm để ý giúp mình, bởi vì cái dòng sản phẩm V99 này là sử dụng xem trên app điện thoại các bạn nhé, xem trên app điện thoại. Thì những bạn nào mà sử dụng điện thoại iPhone như mình thì các bạn vào cửa hàng App Store để các bạn tải phần mềm. Còn những ai mà sử dụng điện thoại CS Play Android thì vào CS Play các bạn tải phần mềm lúc cam về giúp mình các bạn nhé. Ấn vào tìm kiếm này, cái nào video nào mình cũng hướng dẫn cụ thể hết lên các bạn nào. Đây lúc cam này, các bạn nhìn thấy chưa, lúc cam này. Đấy, các bạn là hãy cứ đăng ký kênh YouTube đang phát các bạn nhé, để tham khảo tất cả cái mẫu mã sản phẩm bên mình đang bán và kinh doanh. Các bạn tải phần mềm lúc cam này là bước đầu tiên, là tải phần mềm. Sau khi tải phần mềm trên giao diện điện thoại sẽ có như thế này, là lúc cam đây các bạn nhé. Bước thứ hai là các bạn bắt buộc phải vào phần cài đặt tìm wifi của điện thoại. Đấy, thì bây giờ chiếc cam này các bạn tắt đi bật lại này. Đấy, tắt đi, tắt wifi bật lại để tìm lên cái tên wifi để của file cam phát ra. Các bạn thấy chưa? Tên wifi của nó là một cái tên, các bạn nhìn nạ hoắc đây, mở đầu là chữ F và không có mật khẩu, đây là bước thứ hai. Đấy, mình cứ làm chậm nhưng mà làm chắc các bạn nhé. Đây là bước đầu là phải tải phần mềm, bước hai là phải kết nối với mạng wifi của cam, là cái bước bắt buộc rồi các bạn nhé. Bước một tải phần mềm này. Đấy, các bạn thấy chưa? Bước hai là vào phần wifi kết nối với mạng wifi của cam, là bước thứ hai. Bước thứ ba là vào lại phần mềm nút cam.
Đấy, mình hướng dẫn chi tiết các bạn nhé, nên các bạn phải làm đúng chứ đừng bỏ bước. Đấy, các bạn sau khi vào bước thứ ba đây nó sẽ hiện như này, các bạn chọn Ken. Đấy, để ý giúp mình này, trong phần mềm muốn xem được là phải ở đây phải chữ hiển thị chữ màu xanh và có chữ online như này các bạn nhé, thì mới xem được. Những bạn nào muốn xem thì chấm thẳng vào đây, chấm thẳng vào đây và các bạn chọn Ken các bạn nhé. Chọn Ken ở đây là vào xem luôn này. Đấy, vào xem luôn ở đây là độ phân giải, là độ phân giải 4K. Các bạn thấy chưa? Độ phân giải là 4K, ở đây thì là siêu nét luôn. Ngày giờ là đúng với ngày giờ hiện tại, các bạn nhìn dây nó chạy đây. Đấy, ngày giờ là đúng với ngày giờ hiện tại luôn các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy chưa? Xem ở đây thì là siêu nét luôn. Đọc được cả chữ luôn các bạn nhé. Đọc được cả chữ luôn. Xem là siêu nét. Trong quá trình xem là các bạn zoom được, các bạn nhìn tay mình nhá. Đây. Zoom to, zoom bé, zoom to, zoom bé này. Đấy, các bạn thấy không? Xem ở đây thì là siêu nét luôn nhá. Đấy, xem này là siêu nét luôn, hình ảnh ánh sáng cực kỳ là đẹp, bắt mắt luôn. Đấy, ngoài ra các bạn có thể là mình không thích, mình để 1080 cũng được, để đỡ tốn dung lượng thẻ nhớ các bạn nhé. Vẫn soi chữ bình thường. Đấy, các bạn thấy không, vẫn zoom, vẫn soi chữ bình thường. Ngày giờ là đúng với ngày giờ hiện tại này. Đây nhá, những bạn nào mà muốn bức hình này thấy đẹp, các bạn muốn chụp lại thì các bạn ấn vào đây là để chụp lại này. Chụp lại này, chụp lại này. Những bạn nào muốn quay lại video thì mình ấn vào đây để quay lại video, quay lại đoạn này các bạn nhé. Đấy, còn ở trên này thì các bạn để ý giúp mình này. Trên này là những bạn nào muốn bật hồng ngoại quay đêm thì ấn vào đây là hỗ trợ quay đêm. Là đấy, các bạn chưa quay đêm thì chỉ có đen trắng thôi các bạn nhá. Đây mình tắt hồng ngoại đi. Đây đi. Và những bạn nào chú ý giúp mình, mà những bạn nào ấy mà muốn tăng cái ánh sáng lên thì các bạn ấn vào biểu tượng hình tròn nửa trắng nửa xám đây. Các bạn tăng ánh sáng lên thì các bạn thấy chưa? Nó LED căng hơn nhiều. Đấy là cái tăng ánh sáng cho cái video, cái mẹo đấy các bạn nhá. Đấy, và bây giờ mình sẽ bách ra này. Đấy, vừa xong quay phim chụp hình các thứ thì là ok rồi. Và bây giờ các bạn chú ý giúp mình nhá, lắp cái mắt này vào này. Nhiều bạn cũng hỏi mình ấy, anh ơi em lắp cái mắt này vào thì nó có ảnh hưởng đến cái tầm nhìn hay không các bạn nhá? Thì các bạn không, đây mình lắp sẵn một cái, mình test cho các bạn luôn này, lắp sẵn một cái luôn nhá các bạn nhá. Đây các bạn chấm thẳng vào đây, đây các bạn thấy chưa? Đấy, nó không ảnh hưởng gì đến tầm nhìn cả các bạn nhá. Đây, không ảnh hưởng gì đến tầm nhìn cả, vẫn quay vẫn ngon lành, vẫn ok hết các bạn nhá. Siêu nét, ngày giờ là đúng với ngày giờ hiện tại luôn. Đấy, không ảnh hưởng gì hết luôn. Đấy, mình sẽ bách ra các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách lưu vào thẻ nhớ, cũng như là hướng dẫn các bạn là cách xem từ xa, tải video ở thẻ nhớ về như thế nào, tải về album máy chia sẻ cho bạn bè như thế nào các bạn nhé. Thì bây giờ vừa xong là mình đã quay phim chụp hình rồi. Muốn xem lại thì các bạn ấn vào chữ photo ở dưới này, các bạn nhìn nhé. Đấy, ấn vào photo ở đây. Đấy, đây là hình ảnh này, video này. Đấy, video đây nhé các bạn nhé. Còn hình ảnh đây, hình ảnh xem lại cũng zoom được các bạn nhé, xem lại cũng zoom được hết, xem đi xem lại zoom được hết. Và bây giờ mình ấn trở lại chữ video này. Đấy, và bây giờ các bạn chọn vào hình bánh răng này, chọn vào hình bánh răng, các bạn chọn chữ device setting ở gần cuối nhé. Đấy, ở đây nó sẽ chuyển ra rất là nhiều mục, ví dụ đây là cảnh báo chuyển động này, có nghĩa là có người đi ra đi vào sẽ báo về điện thoại các bạn này. Cài đặt mật khẩu này, cài đặt mật khẩu để người khác không vào xem được các bạn nhé. Đấy là cài đặt mật khẩu đây. Và cài đặt thẻ nhớ. Đấy, thẻ nhớ ở đây mình sẽ bật lên, bật xanh hết lên. Mình sẽ chọn ở đây là chọn 30. Ở đây nó sẽ có 1 phút, 3 phút, 5 phút và 30 phút. Ở đây mình sẽ chọn 30 phút. Có nghĩa là cứ quay 30 phút lưu lại một lần, 30 phút lưu lại một lần, 30 phút lưu lại một lần. Đấy, cái đơn giản chỉ có như vậy thôi, đã cài đặt lưu vào thẻ nhớ rồi. Còn đây là một cài đặt xem thời gian này. Còn đây là cài đặt xem từ xa các bạn nhé. Các bạn chú ý giúp mình này, nhiều bạn ấy đến bây giờ cũng lại đặt câu hỏi với mình như thế này này. Bởi vì trong quá trình bán hàng ấy, nhiều người hỏi nên mình cũng sẽ giải thích luôn để các bạn lần sau các bạn xem đây các bạn cũng đỡ phải hỏi. Nhiều bạn hỏi mình là anh ơi, cái cam này nó phát ra cái mã wifi này, nhỡ trường hợp người khác người ta thấy cái mã này người ta vào xem thì làm thế nào? Đấy, một câu hỏi rất là hay các bạn nhé. Thì các bạn chú ý giúp mình này, tí nữa mình sẽ hướng các dẫn các bạn, thứ nhất là cách đặt mật khẩu để người khác không vào được như những mật khẩu này là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách ẩn cái tên này đi. Có nghĩa là chỉ mình các bạn xem được thôi, người khác không xem được. Đây nha các bạn nhìn nhá, F202 đây nha. Tí nữa mình sẽ làm ẩn cái wifi đi nhá. Đây mình sẽ thoát ra này, mình vào lại phần mềm này. Đấy, bây giờ là cái bước các bạn chọn modify password, đây là cài đặt mật khẩu thì là ok rồi. Dòng trên mật khẩu cũ là 6 con 6, còn mật khẩu mới là 8 chữ số các bạn tự đặt. Dòng dưới là nhập lại là tự đặt các bạn nhá. Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là ẩn cái tên wifi đi và đồng thời xem từ xa. Thì các bạn chọn vào biểu tượng wifi setting ở đây, wifi setting đây. Đấy, wifi nhà mình là wifi link các bạn nhé. Wifi link, mình sẽ nhập mật khẩu vào cho nó. Nhập đúng các bạn nhé, không được nhập sai, nhập sai một số là không xem được luôn. Đây 1234 đây. Đấy, mình ấn ok. Đấy, nó đăng tải này các bạn nhìn nhé. Đấy, nó sẽ trở về giao diện này, ấn ok tiếp. Đến bước này các bạn bắt buộc phải thoát ra, thoát ra khỏi phần mềm như thế này các bạn nhé.
Đấy, thoát ra khỏi phần mềm này các bạn đợi tầm 20 đến 50 giây sau vào lại phần mềm. Đến cái bước này rồi thì bây giờ các bạn vào phần cài đặt lại này. Đấy, các bạn thấy chưa? Cài đặt lại đây, đợi các bạn thấy chưa? Nó sẽ mất, đợi một tí nhá. Đây, đợi một tí nó sẽ mất cái tên wifi này đi các bạn nhá. Đợi một tí nó sẽ tự động mất cái tên wifi này đi, các bạn thoát ra các bạn vào lại. Nó sẽ ẩn cái tên wifi đi, các bạn thấy chưa? Cái tên wifi F2020, tức là cái tên wifi cam nó sẽ ẩn đi, người khác không thể nào phát hiện được các bạn nhé. Có nghĩa là người khác không thể nào biết cũng như không thể vào xem được. Đấy là cái chức năng ẩn wifi cũng như là cài đặt xem từ xa các bạn nhé. Bây giờ các bạn vào lại phần mềm lúc cam này. Đấy, các bạn chú ý giúp mình, nó đang connecting đấy, thấy chưa? Nó phải online màu xanh này mới xem được từ xa. Các bạn chấm thẳng vào đây, các bạn chọn xem luôn các bạn nhé. Xem thì là siêu mượt mà luôn. Đấy, độ phân giải đây các bạn nhìn thấy chưa, siêu nét luôn, không bị giật, không bị lag gì cả, và đồng thời ẩn wifi luôn. Như thế này nhá, các bạn chú ý giúp mình này, như thế này này. Đấy, như thế này có nghĩa là bây giờ mình cầm điện thoại của mình cầm điện thoại mình đi từ Hà Nội, mình đi Hải Phòng, từ Hà Nội vào Sài Gòn vẫn xem được bình thường, mà cái tên wifi này cũng mất đi, người khác không thể nào phát hiện được mà vẫn xem bình thường các bạn nhá. Đây, mình vẫn vào vẫn xem bình thường đây, online đây, vào xem luôn đây, vẫn vào vẫn xem bình thường. Đấy, các bạn thấy chưa, đây các bạn nhìn tay mình này. Đấy, thấy chưa, đây nhá, nhìn tay mình nhá, khẩu hình nhá, các bạn thấy chưa, không hề bị đơ, bị lát, bị giật gì cả. Đấy, thấy chưa, đấy tay mình đây, đấy rất là mượt các bạn nhá. Đấy, và vừa xong đây, còn các bạn nhìn thấy cái chất lượng hình ảnh của nó, led đây, led căng luôn đây, các bạn nhìn nhá, led căng luôn, các bạn thấy không, đây đấy, ngày giờ là đúng với ngày giờ hiện tại luôn nhá, các bạn nhìn này. Đấy, thấy chưa, tay mình đây, xem là quá ok luôn các bạn nhé. Và vừa xong là mình đã hướng dẫn cũng như là giới thiệu qua cho các bạn về dòng sản phẩm camera siêu nhỏ V99, siêu nhỏ bán chạy nhất, ngụy trang mắt cúc áo này các bạn nhé, ngụy trang mắt cúc áo này. Đấy, ngụy trang ở đây là mắt ốc vít này, ngụy trang mắt đầu đinh này. Đấy, rất là nhiều ngụy trang cái loại áo khác nhau. Thì những bạn nào mà có nhu cầu mua hàng thì các bạn có thể là nhắn tin, chú ý giúp mình nhá, nhắn tin trực tiếp vào số điện thoại 0962 292 44, mình dùng cả Zalo luôn các bạn nhé, mình dùng cả Zalo luôn. Ngoài ra các bạn có thể truy cập trực tiếp vào website camera quay lén 360.vn để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về những cái mẫu mã sản phẩm, hoặc là alo trực tiếp vào số điện thoại là bên mình sẽ có nhân viên tư vấn hỗ trợ giúp đỡ các bạn là cách sử dụng và cài đặt sau khi là khi các bạn mua hàng về các bạn nhé. Hãy nhớ đăng ký kênh YouTube đang phát để là người đầu tiên nhận những cái sản phẩm mới nhất, video mới nhất từ bên công ty mình. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.